Chào anh em. Thì dạo gần đây mình thấy phong trào Shopee nổi lên rất là lớn mạnh. Mấy anh em phát triển lên là mấy em hay làm dàn hồ in-out nước ra tự động. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một cái hệ thống in-out tự động tiết kiệm chi phí từ 60-70% chi phí làm dàn in-out truyền thống cho anh em. Thì đây là dàn hồ cá lọc in-out ra nước ra vào tự động và tiết kiệm là không sử dụng van xả, phải xả vô van xả ra. Thì anh em nhìn thấy đây là chắc chắn đây không có một cái van ra van vô nào hết. Thì đây mình xài thế nước tự động 100%. Thì mình sẽ cho hoạt động thử cho anh em xem nha. Thì mỗi sáng sớm mình sẽ châm nước mới cho cá. Thì mình sẽ châm như thế này, mình châm cho nó đầy hồ và nước sẽ tự rút ra trở về mặt nước ban đầu. Và đặc biệt là nước rút là rút từ dưới đáy rút lên chứ không phải là rút từ trên mặt nước, từ trên mặt nước không thể rút được. Thế nước là rút ngược, ngược từ dưới đáy rút lên đó. Này mình thay nước là dễ, sáng sớm chỉ cần châm nước vô là tự động nó rút xuống hết. Anh em thấy châm hoài cũng không đầy luôn không? Rồi, thì đây là mình em đã châm qua cái cột nước ở bên trong. Thì bây giờ em chỉ cần em muốn tháo cạn nước ra thì em chỉ cần siết cái van lại. Đây. Siết cái van lại. Rồi, là tự động nước sẽ được rút ra. Anh em quan sát kỹ nha. Nước rút từ đáy rút lên chứ không phải rút từ trên mặt nước. Đó, nước rút rất nhanh. Rút cạn sát đáy luôn. Rồi, trong thời gian chờ đợi thì em xin giới thiệu tới cái khác là cái lọc RO. Thì cái lọc RO bây giờ nếu mà anh em mua trực tiếp á, hoặc là làm á, thì mất có thể là mất khá nhiều chi phí. Thì em xin giới thiệu cho anh em cái lọc RO mà bên em tự chế. Đây, nó chỉ như thế này. Đó, hoạt động cũng rất là tốt. Chi phí chế thì không có cao. Đây là một con hộp cá đang bị dơ. Thì mỗi lần em muốn hút phân cá ra thì cũng rất là đơn giản. Em chỉ cần xịt nước sát cái bàn kiến ngoài này. Đó. Phân cá sẽ lồ bên trong tự động hút ra ngoài. Nguyên tắc hút là hút từ đáy hút lên. Mới đây mà hồ của chúng ta đã gần cạn đáy. Đây là một cái hồ bạc được thiết kế từ 4 thùng xốp. Cái này anh em thì tự chế được. Chi phí mình làm một cái hồ bạc này khoảng 1 mét vuông này là mất khoảng 70.000. Đó, thì sau khi mà mình bơm nước vô á thì nó sẽ như thế này. Nuôi cá đang rất là tốt.